Xin chào mọi người. Năm nay thì tôi làm một cái video rất đơn giản là dùng Rimi Tano để có thể tham gia vào cái thị trường Bitcoin. Rimi này thì giúp cho những cái người bạn của tôi ở dân văn phòng có thể tham gia vào thị trường Bitcoin, Ethereum, đúng không? Nó rất đơn giản thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào cái link Rimi Tano .vn. Đấy, đúng không? Đây là link affiliate của tôi. Sau đó chúng ta có thể đăng nhập và đăng ký, đúng không ạ? Thực ra nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó có chứa rất là nhiều mà mình có thể học hỏi cũng như là tham gia vào cái thị trường này một cách đơn giản nhất. Thì nó coi như là một cái ví, mà cái ví này thì cũng khá là an toàn. Thực ra mọi cái hacker rồi vấn đề bảo mật thì nó nằm ở thì tương lai. Tuy nhiên chúng ta biết bảo mật nó thì chúng ta sẽ an toàn ở một mức độ nào đó. Tất nhiên không có cái gì là chính xác 100%. Tuy nhiên là một số các cái tài khoản của các nhà giao dịch và nhà sàn, người ta cũng ngày càng phát triển, khiến cho thị trường và mối quan hệ giữa nhà đầu tư cũng như là sàn nó được nâng cấp lên. Do vậy cái việc bảo mật cũng nâng cấp lên rất nhiều. Thế thì trong đây nó sẽ có các cái ví, đúng không ạ? Ví dụ là chúng ta sẽ có ví Việt Nam đồng, rồi nạp tiền, rồi rút tiền. Chúng ta nạp vào nó sẽ có rất nhiều các cái công cụ để chúng ta xem, đúng không ạ? Lượng nạp đó, rất là nhiều. Chúng ta có thể nạp 500 triệu hay là 800 triệu hay là 80 triệu hay là 80 triệu thì tùy, chúng ta thử. Ban đầu chúng ta cứ một triệu chẳng hạn, thử đấy với cái môi trường này. Thế rất nhiều người bạn của tôi bảo rằng là tôi muốn tìm hiểu về thì muốn tìm hiểu về Bitcoin và Ethereum, thì bây giờ chúng ta tập trung vào cái Remitano, mà link của tôi là remitano.vn nhé. Đấy, đây là link affiliate của tôi. Sau đó là chúng ta sẽ mua bán thử đấy. Thì trong đây rất hay là bây giờ Remitano nó phát triển rất là nhiều, đủ có, đúng không ạ? Ví chúng ta có thể mua Ripple, ok, đúng không ạ? Mua ví Ethereum, đúng không ạ? Chúng ta ví dụ đây, ví này đang có 23 đồng, đúng không ạ? Trị giá là 104 triệu. Chúng ta ban đầu chúng ta cứ thử mua 0,01 đồng đi, 0,2 đồng đi, hay là 1 đồng đi xem sao, đúng không ạ? Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta làm chúng ta nạp nạp tiền xong chúng ta làm. Mua Ether, đúng không ạ? Chúng ta nạp Ether. Thì mỗi người đều có một cái ví, đúng không ạ? Ví dụ ví Ether của chúng ta sẽ có được cái này, nó Remi nó sẽ cấp cho chúng ta một cái ví, đúng không ạ? Cái ví này được liên kết với Ether Scan và chúng ta có thể check được nó rất là nhiều. Và chúng ta mày mò trong đây, ai cũng có thể làm được. Copy vào clipboard, đúng không ạ? Sau đó chúng ta mua, ví dụ đây tôi mua rất nhiều này, đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta lại làm cái việc này? Bởi vì sao? Bởi vì xu hướng tất yếu. Ví dụ như ở Trung Quốc bây giờ một số các cây ATM bắt đầu giảm tải, và các cái phần mềm, các cái app chuyển tiền ngân hàng số nó phát triển. Do vậy chúng ta tìm hiểu các cái app, ví dụ Moka dùng cho Grab rất nhiều nạp rút tiền, rồi Momo các ví tiền sau này nó tích hợp. Thực tế nó chỉ là một cái công cụ, là một cái ví số, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thêm cái mảng đầu tư nữa, chúng ta nạp Ether và chúng ta mua Ether, nó nằm ở trên đây, đúng không ạ? USDT, Bitcoin, chúng ta có, bây giờ ai gửi cho chúng ta có thể ví của chúng ta ở đây chẳng hạn như vậy. Và đợt tới chúng ta mua đồng Litecoin và đồng Ripple, chúng ta có thể để luôn ở trong đây không cần. Thế thì qua đây chúng mình cũng có thể dùng cái ví blockchain. Ví dụ tôi dùng, sau khi các bạn biết được thì các bạn thêm một cái ví blockchain, đúng không ạ? Ví dụ tôi để rất nhiều Bitcoin ở trong đây, blockchain, đúng không ạ? Ví này chúng ta cũng có thể làm, nó vừa ở trên máy tính này, vừa ở trên điện thoại nữa, chúng ta có thể tìm hiểu. Và chúng lại quay trở lại Remi, trong đây có một đồng EOS, đúng không ạ? Đồng Binance Coin, hai cái đồng này chúng ta cũng có thể nạp vào, đúng không ạ? Rất nhiều, và sắp tới là sẽ có rất nhiều cái để chúng ta xem, nhưng mà tập trung chủ yếu vào Ripple này, Litecoin này, đúng không ạ? Và Bitcoin Cash thì sau này chúng ta có thể swap được, là lát nữa chúng ta sẽ đi vào nó. Vậy thì chúng ta mua và bán, nhưng đặc biệt là chúng ta phải set up và cài đặt để chúng ta định dạng tất cả các cái hồ sơ của chúng ta phải được verify, tức là
chứng minh thư kết nối toàn bộ tất cả mọi cái, xác minh số điện thoại, xác minh Facebook, cập nhật hồ sơ, các hồ sơ công khai phải làm đúng như Team Internal đã hướng dẫn. Sau đó là phải check vào email của chúng ta, các email phải chắc chắn và an toàn, đúng không ạ? Đấy là những cái. Thì trong đây nó có ví, đúng không ạ? Và bây giờ nó có giao dịch P2P, tức là giao dịch ngang hàng đấy, đúng không ạ? Người cho vay, người vay và người cho vay. Thế thì khi mà Bitcoin xuống rất sâu thì chúng ta có thể làm một vài bit vào, hoặc là Ether xuống rất sâu và có thể làm một vài bit vào, đúng không ạ? Ví dụ như cái mua vứt đó, chúng ta cũng có thể giật mình khi mà giá nó lên. Và chú ý cái link của tôi là Remy. Nhớ là cái video này dành cho những người mới, đúng không ạ? remytano.vn. Đúng không ạ? Là cái link của tôi để mọi người đăng ký. Và từ cái ví này bắt đầu chúng ta mới đầu tư gì thì chúng ta mới đầu tư nhá. Thì bắt đầu chúng ta mua vào, đây coi như là một cái ví tổng của chúng ta. Chúng ta đặt nó vào. Chúng ta nạp Ether vào đây hoặc nạp USDT, coi như là một cái đồng để chúng ta giao dịch để mua bán sau này, để chúng ta đầu tư cái khác, Bitcoin, đúng không ạ? Đó, remitano.vn là một cái ví tổng của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta biết vào đây, chúng ta đầu tiên chúng ta vào Bitcoin, chúng ta mua, có thể chúng ta mua ngay ở giá này, đúng không ạ? Hoặc là Ethereum ở giá này, đúng không ạ? 4.3, 4.4, đúng không ạ? Chúng ta mua ngay, chúng ta mua ở giá xanh và chúng ta bán ở giá đỏ. Và nó hóa ra tiền Vietcombank rất là nhanh, đúng không ạ? Ví dụ ta mua, ấn vào mua ngay, chúng ta gõ 5 đồng vào, đúng không ạ? Lập tức là sẽ hiện ra cái số tiền mà chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta ấn vào mua. Đúng không ạ? Lập tức là gì ạ? Sẽ có người mà chúng ta sẽ bảo chuyển và chúng ta an tâm với cái việc này. Đấy, có 14, 15 phút là chúng ta bắt đầu chuyển đúng cái này. Đó. Và chat với support liên tục là rất là ok nhé. Đấy, và chúng ta có cái cách để chúng ta mua. Đấy. Và các bạn cứ làm từng bước một đúng với lại các quy trình mà Remitano hướng dẫn. Và cái cổng web này rất là an toàn nhé. Từ ngày mình làm, mình giao dịch, mặc dù có người sẽ nói là nó đắt hay nó rẻ, nhưng thực ra có những người mua ở đây cũng rất là rẻ. Tuy nhiên nó đắt và rẻ không quan trọng, bằng cái quan trọng là an toàn. Mình kiểm soát được cái ví của mình, kiểm soát được cái vấn đề tiền của mình. Mình gửi đi thì Remitano là trung gian đã khóa rồi. Do vậy nếu các bạn biết được cái cách mà người mua bán tốt ấy, thì mình có thể là mua người quen hoặc là mua người nào đó, thì đấy là việc quen biết thôi. Nhưng trong trường hợp mà mình không biết và mình không quen biết thì mình phải check được uy tín và check được cộng đồng mạng, hoặc là check được cái lịch sử cũng như là Facebook, cũng như là toàn bộ tất cả những cái thông tin của mọi người có an toàn hay không, hay nick ảo, hay là rất nhiều người bị lừa đảo ở trên cái việc mua bán Ethereum và Bitcoin. Chính vì thế nên chúng ta cần phải bảo vệ mình trước tiên, đó là sự an toàn. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể tập và nghiên cứu, đúng không ạ? Hãy mạnh dạn và nghiên cứu. Và nhớ là remitano.vn. .vn đó, đây là cái link affiliate của David, và David sẽ hướng dẫn. Đây là dành cho những người mới. Và từ cái ví tổng này chúng ta bắt đầu mua bán, đúng không ạ? Chúng ta trữ vào đó. Đúng không ạ? Chúng ta trữ vào đó một vài Ripple, một vài Ether, một vài. Và mọi người bảo cái đây là một cái sàn đúng, đây là một cái sàn nó có thể giữ cho mình. Và blockchain cũng là một cái ví của mình, đúng không ạ? Nhưng mà trước mắt chúng ta có thể vào Remitano và làm theo cái hướng dẫn. Cái này quan trọng nhất là số điện thoại của bạn và email của bạn phải thật tốt và phải bảo mật, đúng không ạ? Sau đó chúng ta nạp vào, chúng ta rút tiền, nạp rút tiền cho thử xem. Và cái chênh lệch mua bán của cái này nó cũng khá cao, nhưng mà được cái nó an toàn. Đôi khi mình mua chữ, mình để Remitano cũng rất là tốt nhé. Bán nhanh, mua nhanh, tiền nó về Vietcombank nhanh, và cập nhật tất cả cái đấy theo hướng dẫn. Có vấn đề gì các bạn sẽ chat ở support này. Rồi. Và từ đó bắt đầu chúng ta bắt đầu tìm hiểu về thị trường coin. Và đây là toàn bộ tất cả những cái đồng coin nó nằm ở trong đây trên thị trường. Chúng ta có cái website coin360.com. Chúng ta vào investing để chúng ta có thể nhìn thấy thị trường kỹ thuật số nó đã được niêm yết rất nhiều, đúng không ạ? Commodity, fund bond, crypto, currency đấy rất nhiều, đúng không ạ? Vậy ví tổng của chúng ta là đồng Ethereum và đồng Bitcoin và đồng USDT, thì có 3 đồng này được dùng để mua các đồng coin khác. Đó, chúng ta hiểu nôm na đây là tiền để mua hàng hóa. Và hàng hóa của chúng ta là Coin360, IO và CoinMarketCap. Thì lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây rất nhiều các đồng để chúng ta xem giá của nó. Đây là top 10, top 100, đúng không? Đồng thứ 38, đúng không? Hôm nay toàn bộ thị trường lên giá, đúng không ạ?
100, đây là top 100. Nhưng chúng ta đặc biệt chú ý là khi mà chúng ta tìm hiểu thì sẽ nhìn thấy có rất nhiều sàn nó nằm ở trong đây, đúng không ạ? Và muốn mua coin gì tốt, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu Gainer Loser, chúng ta tìm hiểu thật kỹ vào coin market cap này, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy trong ngày hôm nay tỷ lệ của cái con OXBTC này, đúng không ạ, là tăng 81.71% trong 24 giờ qua, đúng không ạ? Ngược lại sẽ có con nó giảm đến 30% là con FTO, đúng không ạ? Do vậy chúng ta mua phải con này là chết. Ví tổng đó được đẩy vào, ví dụ chúng ta muốn mua cái con tăng trưởng mạnh như này là 0XBTC, ấn vào 0XBTC. Đó. Sau đó chúng ta ấn vào mục market. Chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ thị trường, đúng không ạ? Xem sàn nào đang cấp, đúng không ạ? Đó, sàn Merstock đang cấp thì lập tức chúng ta mở cái sàn này ra để chúng ta theo dõi. Vậy phải biết được sàn này nó tốt hay không, đúng không ạ? Những người mới thì phải kiểm tra Hotbit, đúng không ạ? Sàn Yobit, rất nhiều các sàn để chúng ta mở ra để chúng ta xem, theo dõi xem có nên nộp tiền vào cái sàn này để mua các con khác hay không, và để nó nhân tiền lên, đúng không ạ? Thế thì đấy là một trong những cái để chúng ta tìm hiểu dần, và từ Bitcoin đó để mua được những coin khác. Ví dụ dùng Bitcoin để mua US, hoặc dùng Ether để mua US, hoặc dùng Bitcoin để mua Binance Coin, đúng không ạ? Thế thì Binance Coin thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái đồng này 18.5 đô, đúng không ạ? Đây là một đồng chúng ta mua vào để chúng ta kỳ vọng. Cái sàn thứ hai nữa là sàn Binance Coin, chúng ta phải để ý. Binance Coin, đây là cái sàn Binance Coin. Chúng ta nên lập một cái sàn này, đúng không ạ? Trong đây hầu hết các nhà đầu tư an toàn chắc chắn thì người ta hay mua ở cái sàn Binance Coin này, bởi vì sàn này cũng rất là uy tín của một cái tỷ phú, người mà làm tỷ phú nhanh nhất thế giới đấy, mở ra cái sàn Binance Coin. Và cái link affiliate của David, cái này là bitcoin.org, đây là cái link của Binance Coin của David nhá, ấn vào đây cái là sẽ ra đấy, cái mã affiliate của David đây, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ đăng ký ở Binance Coin. Rồi, chỉ cần hai cái sàn này thôi, đúng không ạ? Một cái ví tổng là chúng ta sẽ nạp vào để cất đi, để dùng vào các việc khác. Khi mà chúng ta đã có nhiều Ethereum trong đây rồi, nhiều Bitcoin và nhiều Tether trong đây rồi, thì lập tức là chúng ta có thể dùng nó để mua rất nhiều, và thậm chí là nạp rất nhiều. Chúng ta có thể nạp vào Forex để chúng ta giao dịch. Ví dụ một tháng chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Chúng ta phải điều phối từ sàn đến ví, từ ví vào sàn, để bước cuối cùng đó là Việt Nam đồng mới là tiền thật của chúng ta để đi tiêu. Hãy nhớ rằng tiền chưa tiêu được thì vẫn chưa phải là tiền. Tiền phải tiêu được rồi, đúng không ạ? Ví dụ ông Alan Phan ông nói một cái câu rất là hay ấy. Trước khi ông ấy mất ấy, ông ấy đã kịp tiêu 800 triệu đô la tại thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ. Đấy là cái mà chúng ta phải hiểu. Do vậy rất nhiều người nói là tôi nhiều coin lắm, nhưng mà chưa tiêu được thì cũng chưa phải là coin. Bao giờ ông phải bán đi, đúng không ạ? Và ông ấy tiêu được thì đấy mới là thực sự đó là tiền của mình. Do vậy có thể nếu không bảo mật an toàn có thể mất đi. Chúng ta lại phải tìm hiểu tất cả các cái yếu tố về bảo mật nữa, đó là các cái mã của Authy, đúng không ạ? Để chúng ta tìm hiểu. Từ đó cái ví tổng này được điều ra rất nhiều các cái để chúng ta có thể nạp rút ở trên thế giới này, có thể để mua các cái hệ thống quét của crypto. Chúng ta có thể mua BCH, EOS, đúng không ạ? Chúng ta nạp bằng Bitcoin hay Ether. Thì người ta gọi là Ether và Bitcoin là một cái đồng tiền trung chuyển để chuyển ra EOS, chuyển ra BCH, hoặc chuyển ra một cái mã cổ phiếu hay một cái mã chứng khoán nào đó. Do đó chúng ta thường có những cái cách để mua và bán. Chứ nếu mà Việt Nam đồng thì chúng ta không mua được. Dùng USD đem một tập ra cũng chẳng mua được, đúng không ạ? Do vậy chúng ta thường có cái cách nạp không biên giới. Nạp tiền không biên giới thì chủ yếu là Visa, đúng không ạ? Nhưng Visa phí nó rất là cao và nó không thông dụng, có nhiều cái đơn vị. Ví dụ như Grab tôi muốn nạp bằng Visa nó cũng khó, rất là nhiều cái. Nhưng mà tôi nạp bằng Bitcoin cho những cái sàn giao dịch, đúng không ạ? Có rất nhiều các cổng nạp bằng Bitcoin, bằng Ether. Thế thì trong thời gian tới đây thì các cái công ty về đầu tư nó phát triển rất mạnh tại thị trường Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, các cái đất nước mà nổi tiếng và phát triển, thị trường Hàn Quốc, thị trường Nhật Bản. Nó sẽ kiểm soát cũng như là đưa ra rất nhiều cái
yếu tố về tiền số cũng như là các yếu tố về thanh toán số hóa, ngân hàng số. Do vậy cái việc nạp và rút cho cái Bitcoin nó là thông dụng. Do vậy chúng ta cần phải có một cái ví tổng như thế này. Và cái ví tổng này sẽ để nạp tiền và rút tiền, đúng không ạ? Khi nạp tiền thì cho cái người mà người ta cần phải nạp, là cho ví của chúng ta để họ nạp vào, đúng không ạ? Còn khi mà cần rút tiền, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái rút tối đa hay như thế nào đó để gửi để chúng ta vào Vietcombank của chúng ta, hoặc là chuyển đi, đúng không ạ? Nạp vào chuyển đi, đúng không ạ? Rất nhiều cái chúng ta phải sử dụng nhịp nhàng, giống như là mua và bán. Thì đây là ví tổng có thể giúp cho chúng ta điều phối vào các cái sân chơi, các cái vấn đề đầu tư, các cái vấn đề về mua và bán, các vấn đề về hóa giải ra. Thì cái vấn đề đó sẽ được chúng ta từng cụ thể vào các cái chương trình để chúng ta có thể thay đổi cái cách mà chúng ta đầu tư từ Litecoin hay là BTC hay là ETH, đúng không ạ? Rất nhiều. Vậy thì khi chúng ta mua, chúng ta đã lãi ở vấn đề tăng giá của Ethereum rồi. Nếu chúng ta đầu tư tốt mà các cái sàn đó trả về cho các đồng coin đó được quy ra Ethereum, lập tức chúng ta được nhận Ethereum và được lãi ở Ethereum, thì chúng có phải chúng ta lãi kép không? Do vậy thị trường này nó được coi như là một cái thị trường rất là mở. Do đó chúng ta phải lựa chọn các sàn an toàn để chúng ta đầu tư. Và tôi xin nhắc lại là khi mà chúng ta tiêu đi thì mới gọi là đồng tiền thật sự, còn khi ở trong đây nó vẫn là cái tiền số mà thôi, sau đó chúng ta nạp rút. Tuy nhiên hiện tại nếu chúng ta có càng nhiều Ethereum, chúng ta có thể bán ngay và luôn trong nháy mắt, chứ không phải là nhiều đồng tiền mà chúng ta không bán được. Do đó chúng ta thường xuyên có cái xu hướng là gia tăng Ethereum và làm nhiều Ethereum hoặc nhiều Bitcoin thì chúng ta sẽ trở nên giàu có. Do vậy cái ví tổng này sẽ được nạp vào các sàn, nạp vào các cái môi trường đầu tư, nạp vào các cái cách đầu tư để chúng ta có được cái sự nhân lên trong cái việc mà chúng ta đầu tư để gia tăng. Vậy thì các sàn của Bitcoin, rồi sàn của Forex, rồi sàn để đầu tư về vàng, về ngoại tệ, về rất nhiều các cái mua coin và chứng khoán. Năm tới là các thị trường về chứng khoán. Các yếu tố ví dụ chúng ta nhìn thấy các máy quét cổ phiếu, đúng không ạ? Các máy quét ETF, đúng không ạ? Rất nhiều các cái mã commodity, đúng không ạ? Rồi các vấn đề về bản đồ nhiệt rất nhiều. Rồi xu hướng thị trường trong ngày hôm nay về thị trường tiền số lên rất là mạnh. À, do vậy là gì ạ? Chúng ta muốn mua được nó, chúng ta phải dùng một cái đồng tiền trung chuyển, đó là dùng Bitcoin và Ethereum. Và từ Bitcoin, Ethereum ấy người ta có được cái sự lãi cũng như là cái việc thành công hay là quy chuyển về, lập tức là chúng ta sẽ gia tăng được cái lượng Bitcoin và Ethereum. Thì qua đây thì chúng ta sẽ mở màn cái việc đầu tư, muốn tham gia vào đầu tư buộc chúng ta phải hiểu về Remitano trước, và hãy học hỏi Remitano. Từ Remitano chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các cái môi trường để chúng ta có thể có những cái đồng Ethereum đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ vào TradingView để chúng ta xem sóng các cái con như này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta vào CoinMarketCap và Coin360.com để chúng ta xem được tỷ lệ tăng giá, đúng không ạ? Chúng ta thì thành thạo Remitano để nạp rút thật tốt. Chúng ta thành thạo cái con sóng, chúng ta thành thạo CoinMarketCap, lập tức là chúng ta biết được các loại tiền điện tử gồm có 5.089 con này. Các thị trường là các cái chợ là 20.000 chợ, đúng không ạ? Vốn hóa thị trường bây giờ lên đến 260 tỷ đô và khối lượng trong 24 giờ là 106. Rất nhiều các kiến thức chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần, lập tức là chúng ta sẽ có cái cách. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta bắt đầu sở hữu Ethereum và Bitcoin để chúng ta có thể nạp và rút, chuyển đi và chuyển về, cũng như là biết cách để chúng ta quản trị được cái ví của chúng ta để giúp cho chúng ta có được cái cách để chúng ta đầu tư trong tương lai. Đấy là yếu tố quan trọng, đấy là yếu tố giá trị. Chúng ta đừng quên vào remitano.vn nhé. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có được cái câu chuyện về đầu tư tiền số vào những ngày đầu năm mới thật là tốt. Xin được cảm ơn mọi người. Đừng ngần ngại liên lạc Zalo với tôi để hỏi từ những vấn đề đơn giản nhất đến vấn đề phức tạp nhất của đầu tư tiền số. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.